Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã trao tặng học bổng cho tân thủ khoa. Trong số 100 tân cử nhân tốt nghiệp thì có một sinh viên tốt nghiệp đạt thủ khoa toàn khóa, tuyên dương những thành tích ấn tượng của các tân khoa. Viện sau đại học của trường đã cấp học bổng thạc sĩ tài năng với mức tài trợ 100% học phí và sinh hoạt phí từ 15 triệu đồng mỗi tháng cho tân thủ khoa nếu theo học sau đại học. Đồng thời, thủ lĩnh câu lạc bộ xuất sắc năm 2023 cũng nhận được học bổng 50% toàn khóa bậc thạc sĩ. Kết quả khảo sát cho thấy là 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp đều sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. 98% sinh viên của trường tốt nghiệp đều có việc làm.